Xin chào các anh chị. Chào chú, mời chú ngồi ạ. Cháu là Nga, nay chú đến đây có việc gì vậy ạ? Chú là Cường, chẳng là chú có một cơ sở đóng gói chanh leo mà hôm vừa rồi chú đọc tin tức được biết chanh leo tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu thí điểm sang Trung Quốc. Không biết tin này có chính xác không cháu nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi chú ạ. Vậy thì mừng quá. Cháu này, muốn xuất khẩu chanh leo sang Trung Quốc thì thủ tục có khó không hả cháu? Chú yên tâm là không có gì khó đâu ạ. Đầu tiên, vùng trồng chanh leo và cơ sở đóng gói muốn tham gia xuất khẩu phải có mã số do Cục Bảo vệ Thực vật cấp và Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt ạ. Quy trình cũng giống như các loại quả đã được cấp phép xuất khẩu trước thôi chú ạ. Nếu quên thì chú vào trang web sẵn sàng xuất khẩu để tham khảo lại ạ. Ừ, cái mã số này thì cả vùng trồng và cơ sở đóng gói của chú đều có cả rồi. Tiện đây cháu cho chú hỏi, đối với vùng trồng, phía Trung Quốc có yêu cầu cụ thể gì không để chú về truyền đạt lại cho bà con ở vùng trồng ấy mà? Dạ, vùng trồng muốn xuất khẩu sang Trung Quốc phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, GAP, cùng biện pháp quản lý dịch hai tổng IPM, bao gồm giám sát và điều tra dịch hại, các biện pháp phòng trừ vật lý, hóa học hoặc sinh học và các biện pháp kiểm soát khác. Đồng thời, cần có các biện pháp phòng trừ và quản lý sinh vật gây hại nữa chú ạ. Trong trường hợp phát hiện thấy các loại gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm thì phải áp dụng ngay các biện pháp sinh học hoặc hóa học để phòng trừ chú nhé. Các loại sinh vật gây hại mà Trung Quốc quan tâm là những đối tượng nào thế cháu? Các đối tượng này gồm có ruồi đục quả, dẹp sáp và nấm bệnh. Quá trình giám sát sinh vật gây hại này diễn ra như thế nào hả cháu? À, quá trình giám sát này sẽ được tập huấn cụ thể cho các cô chú tại vùng trồng, nên chú nhắn bà con cứ yên tâm ạ. À, để chú ghi lại vào đây, có gì về bà con hỏi, con trả lời. Chú cẩn thận quá, nếu mà quên thì mình có thể truy cập vào trang web sẵn sàng xuất khẩu của Cục Bảo vệ Thực vật để xem lại chú nhé. À, còn việc quan trọng nữa là ghi chép và lưu lại hồ sơ giám sát và kiểm soát sinh vật gây hại để cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc khi có yêu cầu. Chú nhớ nhắc các cô chú ở vùng trồng ạ. Cảm ơn cháu, thế là xong ở vùng trồng. Bà con ở dưới vườn trồng cũng mong ngóng tin tức lắm đây. Vâng ạ. Còn cơ sở đóng gói thì sao hả cháu? Có phải giám sát như ở vùng trồng không? Có đấy chú ạ. Việc chế biến và đóng gói chanh leo sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của cán bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thật à, nếu thế thì chú yên tâm rồi. Vâng, quá trình chế biến đóng gói bao gồm chọn lọc, phân loại thủ công, loại bỏ những quả bị bệnh, sâu bệnh, quả thối hỏng, quả dị dạng, cuống quả hoặc cành và lá. Đối với các tàn dư thực vật, sử dụng súng hơi hoặc súng phun nước áp suất cao để làm sạch bề mặt quả. Đồng thời, có thể áp dụng biện pháp xử lý nấm sau thu hoạch để loại bỏ trứng và bào tử nấm gây bệnh bám trên bề mặt quả một cách hiệu quả. À, chú hiểu rồi. Thế còn việc đóng gói thì sao hả cháu? Thứ nhất, bao bì đóng gói phải sạch, hợp vệ sinh, chưa qua sử dụng và tuân thủ các yêu cầu kiểm dịch thực vật liên quan của Trung Quốc. Còn đối với bao bì bằng gỗ thì phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật số 15 chú ạ. Bên cạnh đó, chanh leo đã đóng gói xong cần đưa ngay vào kho bảo quản và để riêng biệt tránh lây nhiễm sinh vật gây hại. Mỗi hộp đóng gói phải được dán các thông tin bằng tiếng Anh như tên trái cây, quốc gia, nơi xuất xứ, mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói. Mỗi hộp đóng gói và pallet phải ghi rõ bằng chữ tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh với nội dung xuất khẩu sang Trung Quốc. À, cháu này, việc kiểm dịch kiểm hàng trước khi xuất khẩu có kỹ không cháu? Tất nhiên là có rồi chú Cường ơi. Để xuất khẩu thì phải kỹ chứ ạ? Khi kiểm dịch thì cán bộ có lấy mẫu nhiều không cháu nhỉ? Việc kiểm tra sẽ lấy mẫu 2% mỗi lô hàng chanh leo để kiểm dịch, lấy ít nhất 30 quả và tất cả những quả nghi ngờ nhiễm bệnh để cắt kiểm tra. Đối với những lô hàng đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật ạ. Thế còn trường hợp không đạt thì sao cháu? Đương nhiên trường hợp đó sẽ không được xuất khẩu nữa và sẽ tạm dừng tư cách xuất khẩu vụ mùa của cơ sở đóng gói cũng như vùng trồng liên quan chú ạ. Ồ, vậy là không chỉ cơ sở đóng gói mà ngay cả vùng trồng cũng ảnh hưởng nặng nề nếu không tuân thủ. Cái này chú phải nhớ rõ mới được. Đúng rồi đó chú Cường ạ. Do đó chú nhớ nhắc bà con phải hết sức lưu ý đến vấn đề quản lý sinh vật gây hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chú nhé. Cảm ơn cháu đã giải đáp thắc mắc của chú. Phiền cháu mất nhiều thời gian quá.
Dạ không có gì đâu chú, đó là trách nhiệm của chúng cháu mà. Nếu các cô các chú còn gì chưa rõ, cứ liên hệ với chi cục hoặc cục bảo vệ thực vật hoặc truy cập vào trang web sẵn sàng xuất khẩu để tham khảo thêm thông tin nhé. Ừ, chú nhớ rồi, giờ chú về thông báo cho bà con đây. Dạ, cháu chào chú về cẩn thận nhé.